kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo rằm tháng 10 hôm nay, Ban Chứng Minh Giáo Lý xin trân trọng giới thiệu cùng quý đạo trưởng Đạo Huynh Đạo Sĩ và Chuyên Trí Đạo Tâm, Đạo Huynh Tổng Thư Ký Thiện Chí Cơ quan Phổ thông Giáo Lý Đại Đạo sẽ trình bày cùng chúng ta đề tài Con Người Đại Đạo. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi và xin trân trọng kính mời Đạo Huynh Tổng Thư Ký lên đài. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Đạo Tiền Khai Tôn Linh Điệp Vị. Kính thưa quý đạo trưởng, quý đạo huynh, quý đạo tỷ và chư đạo tâm đạo hữu thân mến. Như đã được giới thiệu, hôm nay ngày rằm tháng 10 kỷ niệm đại lễ Khai Minh Đại Đạo, tôi được hân hạnh trình bày cùng với quý vị bài nói chuyện về con người đại đạo. Kính thưa chư quý vị, vào đêm rằm tháng 10 năm Giáp 28 tháng 11 năm 1974, nhằm ngày kỷ niệm đại lễ Khai Minh Đại Đạo, Cơ quan Phổ thông Giáo Lý đã được đặc ân của Đức Chí Tôn giáng lâm dạy đạo. Quý vị tịnh tâm nghe lời dạy của Đức Chí Tôn. Ngọc Hoàng Thượng Đế Kim Diết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương, thầy các con, thầy mừng các con. Hôm nay các con hội hiệp cùng nhau thiết lễ Khai Minh Đại Đạo. Thầy cùng chư Phật tiên giáng trần ban hồng ân cho các con. Chàng rưới hồng ân trẻ gọi nhuận, tu thân hành đạo độ sanh dân, cho nên chúc phận nơi trần thế, trở lại thiên cung hợp điểm thần. Thầy ban ơn miễn lễ các con đồng an tọa nghe thầy dạy. Hỡi các con, thầy mừng thấy các con hỏi hiệp cùng vui ngày giao tiếp đạo khai Nam Phương, mở rộng cao đài trường thi đại đạo hoàn khai. Hội này có Phật thấy dần xoay diễn biến lực tưởng hoàng lưng chuyện không ngừng, dặn con từ lúc đầu xuân hè sáng thu mang đông quân lại về trái một cuộc giáng mê nhân sự đường trăm năm sanh tử luân hồi tiên trình. Thầy dặn khúc nuôi cao đài giáo lý, con ơi học hành. Kính thưa quý vị, Nam Phương mở rộng cao đài trường thi đại đạo hoằng khai hội này. Thầy mở ra trường thi đại đạo đã chỉ rõ tiến trình hành đạo, đã dặn dò con cái thầy, con cái của thầy phải cố gắng học hành giáo lý cao đài. Thưa quý vị, lòng thầy từ bi vô lượng, mở trường thi mà vẫn thường xuyên cung cấp bài vở cho con soạn bài đi thi, nhắc nhở sĩ tử học thi. Người học thi là người đạo cao đài, thi đậu trường đại đạo mới khác bằng chứng chỉ con người. Vậy hôm nay nhân ngày kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo, để vâng lời thánh huấn của thầy, chúng ta hãy cùng ôn học đề tài con người. Vào chấp đề đại đạo, chúng ta hãy định tâm xem trong lãnh vực tôn giáo hiện giờ chúng ta là ai. Câu trả lời rất đơn giản, có lẽ là quý vị cũng sẽ trả lời rằng mình là người đạo cao đài. Đương nhiên thật vậy,
đơn giản như người tín hữu Công giáo, như người tín đồ Phật giáo cũng trả lời như thế thôi. Nhưng nghĩ thật kỹ, có phải chỉ đơn giản như thế không? Khi nhập môn vào đạo là tự nguyện bước qua ngưỡng cửa cao đài. Sự tự nguyện đó có nhiều nguyên nhân thúc đẩy. Vì sự quan trọng đó trong vạn hữu chúng sanh mà được sanh làm người là rất quý. Làm người sớm được giác ngộ là cái quý thứ hai. Trong hàng đạo hữu, ý thức được đạo là cơ cứu rỗi tự cứu, cứu tha, đó là cái quý thứ ba. Trải qua mấy mươi năm tao loạn, còn sống sót và giữ đạo được đến ngày nay là cái quý thứ tư. Thưa quý vị, đến đây chúng ta được bốn cái quý và sống sót đến ngày nay là chúng ta đã rất vui mừng rồi. Nhưng mà cũng còn phải bốn cái quý nữa mới là trọn vẹn cái ý nghĩa được làm người tín hữu cao đài. Đức Đông Phương giải thêm rằng, học được đạo pháp chân tu để thoát thai thánh hóa là cái quý thứ năm. Trong thời gian gần sắp tới đây thì chúng ta sẽ hưởng được cái quý đó, là chúng ta sẽ nhập tịnh khóa tu đồng chí. Như vậy là gần đây và đang đã từ lâu và hiện tại và sắp tới, chúng ta đã được hưởng bốn cái quý cộng với lại cái quý rất đặc biệt của thời Tam Kỳ Phổ Độ là chúng ta học được đạo pháp chân tu. Nhưng chưa hết, trong cái biển pháp mênh mông mà gặp được thầy, gặp được bạn dắt dìu, đó là cái quý thứ sáu. Ngày nay thì những người giác ngộ cũng là muốn học được cái pháp môn để tu hành, để tu tánh luyện mạng, để giải thoát. Nhưng mà không phải dễ gì có cái cơ duyên gặp được thầy, gặp được bạn để dắt dìu. Nếu mà chúng ta có vọng tâm hay chúng ta quá vội vàng thì có nhiều khi chúng ta tự đọc lấy sách vở, tự đọc lấy đạo thơ mà chúng ta học đạo hay là luyện đạo, có nhiều khi là có phương hại và chúng ta không thể đi tới nơi tới chốn. Trong khi khắp nơi điên đảo, trong lúc đó chư hiện đệ hiện muội đầy đủ các điều kiện để tu học hành đạo là cái quý thứ bảy. Quý vị thấy là trên toàn thế giới hiện nay là rất là điên đảo, là chiến tranh, là khủng bố, là chết chóc, là thiên tai, vân vân. Mà trong khi đó chúng ta được đầy đủ các điều kiện để tu học hành đạo là cái quý thứ bảy. Phải ở nước Việt Nam của chúng ta, phải gặp đạo thầy, phải có môi trường học đạo như vậy thì chúng ta mới được cái quý thứ bảy. Nhưng mà được cái quý thứ bảy cũng chưa hết. Đức Tôn Sư dạy, giờ đây chỉ còn ý chí tâm tư can trường, cố gắng chấp trì đạo pháp đến ngày viên mãn là cái quý thứ tám, mà cũng là cái quý chót vậy. Bởi vì được bảy cái quý trên kia mà chúng ta không có ý chí tâm tư can trường. Tại sao phải có can trường? Can trường là trên con đường tu hành nó có nhiều cái khó khăn. Khó khăn do ngoại cảnh, khó khăn do nội tâm, khó khăn do bạn đạo, khó khăn vô trong cái đời sống tập thể, là phải can trường, phải chịu đựng, phải can đảm vượt qua những cái khó khăn đó thì là mới được đạt tới 8 cái quý. Và cái quý đó là cái quý chót như Đức Tôn Sư dạy. Học lời dạy trên đây hẳn nhiên ai cũng hãnh diện với những cái quý đã kể. Nhưng cần nhấn mạnh rằng, nhấn mạnh những chữ mà Đức Tôn Sư nói, phải nhớ rằng và phải ý thức được. Vì nếu quên rằng và không ý thức được thì còn có gì để hãnh diện? Thưa quý vị, trở lại cái ý thức người con tinh của Đức Thượng Đế, có phải chỉ có các bậc hướng đạo hay chức sắc thiên phong mới được xem là người con tinh của Thượng Đế? Nếu đã là người đạo cao đài đúng nghĩa thì ai cũng trở thành con tinh của Thượng Đế cả. Thật vậy, làm con tinh của Thượng Đế rất đơn giản. Như ông trên dạy rằng, người tín hữu cao đài phải hiểu bổn phận mình lo liệu trước tiên, gia trung thê tử chỉ truyền rồi ra khắp cả xóm giềng giáo dân. Thì khi người tín hữu là người tín hữu rất là đơn giản,
chúng ta giữ cái đạo, chúng ta hướng dẫn cho gia đình chúng ta sống đúng theo đạo lý và đạo đức. Và rồi chúng ta cũng đem cái đạo cho lân bang, cho những người lân cận, cho bạn bè của chúng ta, và gọi là xóm giềng giáo dân. Thì cái đó là chúng ta là người giữ đạo, là chúng ta là người tín hữu cao đài chân chính. Những cái đó không phải là khó. Như vậy, cũng như là lời dạy của ân trên tiếp theo, như là dạy của Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân dạy rằng, như vậy thì người vào đạo tu thân không có nghĩa là trốn lánh việc đời, mà phải hòa mình trong việc đời để trước hoàn thiện hóa cái bản thân của mình, rồi hoàn thiện hóa những người khác. Nhắc đi nhắc lại là hoàn thiện hóa bản thân mình, rồi hoàn thiện hóa người khác, là nhiệm vụ của cái người tín hữu cao đài là bao nhiêu đó. Nếu đã giác ngộ đúng mức thì người đạo cao đài bình thường cũng trở nên người sứ mạng, như lời Đức Mẹ dạy. Các con tiếp tục siêng tu siêng học, giúp đỡ người đời, làm sáng cái điểm đạo tự hữu của họ. Đó là sứ mạng thiên ân chấp trì quyền pháp của con đó vậy. Cái sứ mạng mà gọi là thiên ân chấp trì quyền pháp này, nó ở trong cái khuôn khổ cái ý nghĩa là mỗi một người tín đồ là một thiên ân là vậy. Là nếu mà chúng ta đã bước vào ngưỡng cửa đạo cao đài, là chúng ta bước vào cái quỹ đạo của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thì chúng ta được hưởng cái hồng ân của Thượng Đế. Mà khi chúng ta làm sáng cái đạo tự hữu của mình và của người, như Đức Mẹ nói, thì coi như là chúng ta đã làm cái sứ mạng thiên ân. Cái sứ mạng thiên ân này theo nghĩa rộng không phải là các vị hướng đạo hay là các vị chức sắc thiên phong mới gọi là sứ mạng thiên ân, theo ý nghĩa là cái người chấp trì quyền pháp để hướng dẫn nhân sanh. Đây là Đức Mẹ dạy trong cái nghĩa rộng. Ngược lại, nếu nay gặp thời ân xá, đây cũng là câu thánh giáo, nay gặp thời kỳ ân xá mở rộng pháp môn, tiên liên chống con thuyền đưa người vượt qua bỉ ngạn, nếu ai không giác ngộ thì khó sang đời thánh đức và khó vào cõi an lạc. Bây giờ các đấng thiên liên, chư Phật thánh tiên là dân lệnh thầy và tự nguyện là hạ phàm mà dìu dắt cho nhân sanh, gọi là chống con thuyền đưa người vượt qua bỉ ngạn. Mà có cái con thuyền rồi mà mình không chịu lên thuyền, mình không giác ngộ để mình lên thuyền, thì khó sang đời thánh đức và khó vào cõi an lạc. Như vậy là cái cơ cứu độ đã sẵn sàng, mà vấn đề là chúng ta có biết hưởng ấn ứng, có biết cách hưởng ứng cái cơ cứu độ này hay không. Nói tóm lại, để làm người đạo cao đài đúng nghĩa thật đơn giản mà cũng rất vinh diệu. Hơn nữa, mặc nhiên mang lấy sứ mạng rất đặc biệt trong thời Tam Kỳ Phổ Độ này, như thánh ngôn của Đức Giáo Tông Vô Di Đại Đạo dạy rằng, người đạo cao đài là gương mẫu, là chiếc đò, là nhịp cầu đưa khách từ bến mê sang bến giác, là điện đài thu phát những động năng thúc đẩy cho sự thống hiệp giáo lý, là tinh chất của tạo hóa kết hợp với sự thương yêu cho toàn diện thế giới nhân loại. Tôi nghĩ rằng hơn ai hết, người nhân viên cơ quan phổ thông giáo lý là phải thuộc cái đoạn thánh ngôn này của Đức Giáo Tông. Thưa quý vị, đó là chúng ta nêu lên cái khái niệm của người đạo cao đài. Chúng ta chưa nêu lên tới cái mức là khái niệm về con người đại đạo. Về con người đại đạo, khái niệm về con người đại đạo thì chúng ta đọc thánh giáo, nhất là bộ thánh giáo của cơ quan từ khi mới thành lập, thì không biết là tôi có truy cập sai sót hay không, nhưng mà tôi thấy rằng lần đầu tiên mà ấn trên sử dụng cái cụm từ con người đại đạo là vào năm 1972. Quý vị nhớ rằng là tại sao tới năm 1972 ấn trên mới nêu lên cái khái niệm con người đại đạo, và tại sao đến thời điểm những năm 80 ấn trên mới chuyển cái danh hiệu cơ quan là Cơ quan Phổ thông Giáo lý Cao đài giáo Việt Nam thành ra là Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng
có khi ông trên nêu lên cái khái niệm con người đại đạo để chuẩn bị cho cái hàng sứ mạng là ở các hội thánh nói chung, nhưng mà đặc biệt ở cái cơ quan sau cùng này phải thực hiện cái vai trò đúng như là cái danh hiệu mà ông trên đã chuyển đổi từ là cơ quan phổ thông giáo lý Cao Đài Giáo Việt Nam sang cơ quan phổ thông giáo lý đại đạo. Vì nó không còn khu trú ở trong đạo Cao Đài, không còn khu trú ở đất nước Việt Nam, mà nó phải có cái tinh thần đại đạo. Cho nên năm 1972, Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quang Thánh Đế Quân dạy ở Chí Thiện Đàng về minh đức trong con người đại đạo như sau. Xin lỗi, là dạy về minh đức trong con người đại đạo. Thì những chữ minh đức trong con người đại đạo này đó, thì Đức Hiệp Thiên Đại Đế mới gắn kết cái con người đại đạo với lại hai cái chữ minh đức. Hai chữ minh đức này là một cái cương lĩnh trong sách đại học của Nho giáo, của Nho tông, rất là quan trọng. Một chút nữa chúng ta sẽ thấy ý nghĩa. Còn cái lần thứ hai mà ông trên cho ta một cái khí niệm rất là đặc biệt, rất là sâu sắc về con người đại đạo qua lời dạy của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo vào năm 1980. Quý vị thấy là năm 1980 qua năm 1985 là lúc chuyển đổi cái danh hiệu cơ quan sang là cơ quan phổ thông giáo lý đại đạo. Cho nên Đức Giáo Tông dạy như thế này: quá khứ, hiện tại, vị lai, dòng sông muôn ngõ rồi cũng quay về biển cả. Sứ mạng thiên ân của con người đại đạo là biển cả, là bản thể vô biên. Ai chưa giờ ở vào cái chủ vị đó là chưa đạt đến sứ mạng cứu độ kỳ ba trong quyền pháp đạo. Thưa quý vị, có ba câu ngắn ngủi thôi, nhưng mà hàm ý rất là rộng lớn, rất là sâu xa. Sứ mạng thiên ân của con người đại đạo là biển cả, là bản thể vô biên. Thật ra mới học, mới đọc câu này và chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta thấy rất là khó hiểu. Là bởi vì tại sao cái sứ mạng là biển cả, là bản thể vô biên? Cái sứ mạng là phải là của con, mà cái sứ mạng đó phải nói là cái sứ mạng của con người đại đạo chứ không phải con người bình thường. Bởi vì cái con người đại đạo mới có cái tinh thần, có cái tấm lòng như biển cả. Mà cái biển cả đó thì nói là nó là cái hình tượng cụ thể, nhưng mà nó là Đức Giáo Tông muốn ám chỉ cái bản thể vô biên. Mà bản thể vô biên là gì? Là vũ trụ, là càn khôn, là cái bản thể đại linh quang, là những gì ở trong lòng của Thượng Đế Chí Tôn và trong lòng của bản thể vô cực Từ Tôn. Ai chưa giờ ở vào cái chủ vị đó, xin nhấn mạnh cái chữ chủ vị. Cái chủ vị là cái vị trí chính yếu, đứng vô đó là ở tại một cái trung tâm, mà chưa ở cái chủ vị đó là chưa đạt đến sứ mạng cứu độ kỳ ba trong quyền pháp đạo. Cho nên nói là người tín hữu Cao Đài là cũng có tham gia vào trong cái sứ mạng kỳ ba, nhưng mà phải đạt đến cái cương vị của con người đại đạo thì mới là đạt được cái sứ mạng cứu độ kỳ ba trong quyền pháp đạo. Nghĩa là sao? Chúng ta đọc kỹ Thánh Giáo trong hai lần này, chúng ta thấy ơn trên bắt đầu nâng cái ý thức về người đạo Cao Đài lên cái nhận thức về con người đại đạo. Chúng tôi lặp lại là nâng cái ý thức về người đạo Cao Đài bình thường lên cái nhận thức về con người đại đạo. Kính thưa quý đạo trưởng, quý đạo huynh, quý đạo tỷ, lần đầu không phải ngẫu nhiên Đức Hiệp Thiên Đại Đế nói đến con người đại đạo khi dạy về cái cương lĩnh minh đức trong sách đại học của Nho Tông. Theo Nho gia, minh đức là cái đức sáng nơi nội tâm của con người. Cái đức sáng ấy không đơn thuần là cái trí thông minh, mà là lương tâm, lương tri, hay hơn nữa là cái thiên tâm. Cho nên trước khi dạy về minh đức, Ngài đã mở ra một cái tiền đề như sau. Ngài dạy rằng trước khi nhìn rõ hơn về minh đức, cũng nên có một cái nhìn sơ qua về đại đạo, và hơn nữa là nhìn về con người đại đạo. Đã biết đạo là cái gì bất khả ngôn, bất khả thuyết, nhưng nó hiện hữu trong mọi nơi, mọi thời,
mà mang cho quần sinh một sức sống miên trường, không hư mất, từ đời này sang đời nọ, từ đời này sang nơi, để thị hiện cái đức sinh tồn của tạo hóa bằng tình thương Thượng Đế, bằng sự hỗ trợ tương thân lẫn nhau trong cơ sinh tồn dưỡng dục và tiến hóa. Như vậy, Ngài muốn giải thích, trước khi giải thích hai cái chữ cụ thể, cái từ ngữ minh đức trong sách Đại học, thì Ngài gợi cho chúng ta một cái tiền đề để chúng ta hiểu về ý nghĩa về đại đạo. Và từ cái ý nghĩa về đại đạo đó, chúng ta sẽ hiểu hơn nữa về cái con người đại đạo. Thưa quý vị, trong cái nhìn về đại đạo trên đây của Đức Quang Thánh Đế Quân, chúng ta thấy đã hàm ý về đức tính của con người đại đạo. Ngài nêu lên cái khái niệm về hai chữ đại đạo, và Ngài gắn cái khái niệm đó với hai chữ minh đức, và vô hình chung Ngài dạy chúng ta cho biết về cái đức tính của con người đại đạo là như thế nào. Cái đức tính đó là gì? Là thị hiện cái đức sinh tồn của tạo hóa bằng tình thương Thượng Đế và bằng sự hỗ tương lẫn nhau trong cơ sinh tồn dưỡng dục và tiến hóa. Ai hỗ tương lẫn nhau? Chính là con người, là chúng ta, là thiên hạ, là hỗ tương lẫn nhau. Mà hỗ tương lẫn nhau trong cơ sinh tồn dưỡng dục và tiến hóa, cái cơ đó là chính là cái quy luật tiến hóa, mà hơn nữa trong tam kỳ phổ độ, đó là cái cơ đạo, là cơ cứu độ kỳ ba, để cho người ta phát huy cái đạo tự hữu, người ta biết sống tương thân tương ái trong cái tinh thần cùng với nhau là dưỡng dục và tiến hóa, giáo hóa lẫn nhau, dạy dỗ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái và để cùng tiến hóa. Đây cũng chính là cái ý nghĩa của nguyên văn câu đại học chi đạo tại minh minh đức, tại tân dân, tại chí ư chí thiện trong sách đại học. Bây giờ chúng ta chỉ khai thác hai cái chữ minh đức thôi. Minh đức là cái đức sinh tồn, như trên đã nói, tiềm ẩn nơi mỗi con người. Cái đức sinh tồn là ta giúp cho mọi người, mọi vật đều được sống một cách thỏa đáng trong cái tình thiên nhiên, trong cái tình thương của Thượng Đế. Còn minh đức không phải chúng ta nói cà lâm, nhưng mà minh đức, nhưng mà phải minh đức đó. Minh đức nghĩa là chúng ta làm sáng cái minh đức trong mọi của chúng ta. Thì cái chữ minh đầu đó là động từ, cái chữ minh đức sau á là cái danh từ chỉ rõ cái thiên tâm của con người, cái chân tâm của con người, cái lương tâm, cái lương tri của con người. Mà minh đức tức là thể hiện, là phát động cái đức ấy thành ra tình thương, thành ra hành động tương thân tương ái giữa mọi người để cùng tiến hóa. Như vậy là chúng ta chỉ cần nhớ mấy chữ minh đức và minh đức. Không phải tôi nhắc anh Minh Đức đang quay phim kia, mà cái người đặt tên cho ảnh là cũng có cái ý, cũng có ý. Lần thứ hai, Đức Giáo Tông cho ta khái niệm sứ mạng của con người đại đạo là sứ mạng thiên ân. Tôi xin nhấn mạnh cái chỗ là sứ mạng của con người đại đạo là sứ mạng thiên ân. Hai cái chữ thiên ân này là chúng ta phải gạch dưới, phải nhấn mạnh. Bởi vì thiên ân có nghĩa là thọ được cái ân trời, là ân sủng của Thượng Đế. Nên sứ mạng thiên ân còn được gọi là sứ mạng thế thiên hành hóa. Những cái chữ này là chữ Nho, rất là khó hiểu. Ngay cả chữ thiên ân cũng là chữ Nho. Nhưng mà nếu nói rằng là chúng ta thay trời để hành đạo, thay trời để hành đạo, thì nó cũng có nghĩa là sứ mạng thế thiên hành hóa. Tức là thay trời hành đạo là giáo hóa nhân sanh. Nhưng muốn trở nên bậc thiên ân, trở nên người thay trời hành đạo, phải đứng vào cái chủ vị của con người đại đạo. Chủ vị đó là biển cả, là bản thể vô biên, tức là đứng trên cái vị trí của tâm vô phân biệt, cái tâm đại đồng, mang bản chất của bản thể đại đồng dân tộc, hơn nữa là bản thể đại đồng nhân loại. Cái bản thể đại đồng dân tộc và bản thể đại đồng nhân loại này là từ ngữ ở trong thánh ngôn thánh giáo được ân trên dạy cho chúng ta. Những cái từ ngữ này nó mang cái tính chất triết học, mà lần lần
ơn trên dạy cơ quan phổ thông giáo lý phải nghiên cứu giáo lý, phải là trình bày giáo lý, làm sao cho nó có triết học, nó có khoa học và nó có văn học. Cho nên lần lần chúng ta thấy rằng khi có cơ quan phổ thông giáo lý thì ơn trên đưa giáo lý vô trong những cái khái niệm mang tính triết học, mang tính khoa học luôn nữa. Thưa quý vị, đó chỉ mới là cái tâm. Còn cái đức của con người đại đạo đứng vào ở chủ vị ấy chính là sứ mạng cứu độ kỳ ba. Cái tâm của chúng ta là tâm vô phân biệt, tâm của con người đại đạo là tâm vô phân biệt, tâm đại đồng. Cái đó là cái tâm. Nhưng mà cái tâm có rồi, nhưng mà phải hiểu cái đức. Cái đức đó là gì? Là sứ mạng cứu độ kỳ ba. Và hơn nữa, Đức Giáo Tông phải nhấn mạnh rằng sứ mạng cứu độ kỳ ba trong quyền pháp đạo. Những chữ trong quyền pháp đạo rất là quan trọng. Bởi vì ai cũng có thể tự xưng là ấy là cao đài, là người đạo cao đài, là một thánh thất, là một thánh tịnh, là một hội thánh, là một chức sắc, đều nói rằng tôi đang ở trong sứ mạng kỳ ba. Nhưng mà cũng phải nhấn mạnh ở chỗ là thưa đạo huynh, thưa đạo trưởng, thưa anh lớn, thưa chị lớn, là sứ mạng cứu độ kỳ ba đó phải được giữ ở trong quyền pháp đạo. Vì phải ở trong quyền pháp đạo mới duy trì được thiên ân. Bởi vì cái quyền pháp đạo nó cũng như là cái quỹ đạo mà các cái vệ tinh nó phải quay theo. Nó quay theo. Nó cũng quay chung quanh cái quả địa cầu này vậy. Nhưng mà nó không theo cái quỹ đạo đã chỉ định thì nó không được hưởng cái thiên ân đó. Là bởi vì cái ân điển của thời kỳ đại ân xá, của ân điển của sứ mạng đại đạo tâm kỳ phổ độ là được chiếu rọi vào đúng cái quỹ đạo đó, là cái quỹ đạo cứu độ kỳ ba trong cái thời kỳ mạt pháp này để giáp mối tuần hoàn của vũ trụ, là theo một cái quy luật, là đi một cái chu kỳ như vậy, là phải trở về, là phải quy nguyên. Thưa quý vị, nếu nói như vậy thì cũng còn là lý thuyết, cũng khó hình dung cái vị trí của các con người đại đạo là ở ngay cái chỗ nào. Thì chúng ta phải mượn cái sơ đồ sau đây. Thưa quý đạo trưởng, quý đạo huynh, các vị, chúng ta nhìn lên trên màn hình. Chúng ta thấy rằng có vẽ một cái sơ đồ hình tháp này. Chúng ta thấy rằng cái, nếu mà nói cái tổng thể của con người đó, mà về cái phần gọi là cái tâm của con người đó, thì nó có nhiều cái thứ bậc. Thấp nhất là cái tình thức của chúng ta. Mà cái tình thức này đó, nó phát sinh từ cái chỗ gọi là cái phần gọi là cái thể xác và cái thể vía của chúng ta. Nó là cái phần thấp. Và chúng ta sống thì chúng ta có là thất tình lục dục. Thất tình lục dục đây không phải là cái nghĩa xấu. Thất tình lục dục nghĩa là khi nào mà chúng ta dùng cái thất tình lục dục này theo một cái tư tâm tư ngã, là theo cái dục vọng của mình đó, thì nó xấu. Nhưng mà đương nhiên trong đời sống của mình có cái thất tình lục dục đó là nó thuộc về cái mặt tình thức này. Và khi mà chúng ta có suy nghĩ, chúng ta học hành, chúng ta tìm hiểu việc này việc nọ, sự này sự kia, môn này môn khác, thì chúng ta phải vận dụng cái hạ trí này. Cái sự vận dụng đó là nó tự động, là đương nhiên. Khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ là chúng ta dùng cái hạ trí. Nhưng mà trên cái hạ trí có cái thượng trí. Ở cái thượng trí này đó, là lúc đó là chúng ta có nhiều khi chúng ta hiểu biết bằng trực giác. Tự nhiên chúng ta hiểu mà không cần phải lý luận, không cần phải là dùng cái lý trí nhiều, mà nó có một cái sự sáng suốt trên cái hạ trí này, gọi là thượng trí. Thì ở cái chỗ thượng trí này là người, là ở cái người nguyên nhân đó, thì thường thường là họ đạt được cái thiện trí này. Cho nên ông trên nói là các con là những cái bậc thiên ân, những cái bậc nguyên nhân. Thì những người nguyên nhân này khi mà hạ phàm đó, là người ta cũng có tu hành trong nhiều kiếp khác rồi, và người ta đã tiến bộ từ hạ trí, là người ta đã thông minh, người ta hiểu biết, người ta có kiến thức. Nhưng mà khi người ta
tiến hóa lên tới cái hàng nguyên nhân đó, thì ta có được cái thượng trí này. Và những cái vị mà nguyên nhân này hạ phàm đó, thì họ có thể trở nên cái con người đại đạo. Nếu họ học đạo và họ giác ngộ mà tới cái mức như bạn trên nói rằng phải ở trong cái chủ vị của con người đại đạo đó thì ở đây. Nhưng mà nếu ở cái thượng trí này không đó, mà không có tu hành, không có công phu, không có đủ tam công, thì cũng chưa có thực hiện được cái vai trò của cái con người đại đạo. Cái chỗ này sao thiếu hai cái chữ đại đạo rồi vậy em Nhật Quang? À, tại vì em muốn nói rằng đạo huynh phải nhắc cái chỗ này là có hai chữ đại đạo phải không? Thì thưa quý vị, khi mà muốn trở thành, được trở thành cái con người đại đạo ấy, là cái thượng trí này đó, nó phải tiếp nhận được một cái sự sáng suốt ở cái tầng trên nữa, mà trong sách vở gọi là cái cõi bồ đề. Thì khi nhận được cái sự sáng suốt đó đó, cho nên Đức Mẹ mới nói là chúng ta khai sáng được cái điểm đạo tự hữu của chúng ta, thì chúng ta tiếp nhận được cái ánh sáng này. Và khi như vậy chúng ta có cái tâm vô phân biệt, gọi là cái tâm đắc nhất, gọi là cái tâm đại đồng, thì lúc đó là mới là con người đại đạo. Cho nên có khi là mình là một bậc hướng đạo, nhưng mà có lúc mình hành xử ở hạ trí hay ở thượng trí thôi. Nhưng mà khi mà mình tịnh cho đầy đủ, mình tiếp nhận được cái tiếng nói vô thinh của ông trên dạy mình đó, thì mình trở thành ra cái con người đại đạo đúng nghĩa và đúng lúc. Lúc đó mình hành động hay mình nói cái lời nói nào, nó cũng đem lại cái tình thương, đem lại cái sự an ủi, đem cái lại cái sự giải giác ngộ, là giáo hóa cho người ta. Đó, thì lúc đó đó là đương nhiên cái người này có được cái quyền pháp. Có cái được quyền pháp không phải do chức vụ, mà cũng không phải là chức sắc, nhưng mà họ đã trở thành là cái con người đại đạo. Ở trong giấy của tôi có chữ con người đại đạo, mà tại vì em chưa phải là con người đại đạo cho nên em bớt hai cái chữ đại đạo của tôi rồi phải không? Nhưng mà thật ra thì cái đó là lỗi kỹ thuật thôi chứ không phải lỗi của em. Cảm ơn em. Thưa quý vị, thưa quý đạo trưởng, quý đạo huynh, quý đạo tỷ, trước hết cái con người đại đạo phải là một nguyên nhân như chúng tôi đã trình bày. Đó là người đạt đến thượng trí, tức là cái chân tri làm chủ mọi tri thức. Cái chân tri nó làm chủ mọi tri thức, nghĩa là nó làm chủ luôn cái hạ trí, và nó làm chủ cái tình thức ở dưới cái tầng dưới luôn. Kế đến, nguyên nhân ấy phải thọ bẩm tinh thần đắc nhất của tâm linh ở cái cõi mà người ta đặt tên là cõi Bồ Đề, để sử dụng chân tri của thượng trí mà thi hành sứ mạng. Như vậy là ở cái thượng trí là có cái chân tri, nhưng mà phải thọ bẩm được cái tinh thần đắc nhất ở cái cõi trên nữa, rồi đó nhờ đó đó mới sử dụng cái chân tri của thượng đế để thi hành ra cái sứ mạng. Đó là sứ mạng của cái bậc thiên ân, sứ mạng của cái con người đại đạo, là nói nó có cái nghĩa rộng. Nhưng mà cái người thiên ân sứ mạng mà được ân trên trao cho quyền pháp đó, là họ là con người đại đạo được thọ nhận quyền pháp của Đức Chí Tôn. Như thế, bản chất của người thiên ân sứ mạng là bản chất đại đạo. Cho nên chúng ta không phải là, ân trên không phải dạy cho chúng ta là không khiêm tốn. Nói chúng ta là con người bình thường, chúng ta là một công dân bình thường, chúng ta là một con người xã hội bình thường. Nhưng mà dạy cho chúng ta dám nói con người đại đạo thì cái chuyện này có nhiều khi nếu chúng ta không trình bày rõ, không giải thích thì nói là chúng ta tự kiêu quá. À, tại sao anh dám chưng ca chữ đại đạo nó quá lớn mà anh dám tự xưng anh là con người đại đạo. Nhưng mà bản chất của, phải mang bản chất của đại đạo là tình bác ái bao dung tất cả, khiến người sứ mạng hành động vô tư, hiệp nhất được mọi đối tượng trên từng nấc thang tiến lên lý tưởng chân thiện mỹ của loài người. Nghĩa là phải hiệp nhất được. Chỉ có bản chất đại đạo mới hóa giải được mọi đổ vỡ phân ly hận thù trong lòng nhân thế, và gây ra biết bao, đã gây ra biết bao sóng gió vũ hoàng cho cuộc đời. Cho nên ơn trên đã từng dạy rằng hoài bão sau cùng của sự rạn nứt tinh thần nhân loại, nghĩa là muốn giải quyết cái sự rạn nứt tinh thần của nhân loại đó, thì phải nhắm vào cái chất nhựa tình thương phát nguyên từ nguồn sống đạo vô biên.
nguồn sống đạo vô biên là cái chỗ mà nãy Đức Giáo Tông nói là sứ mạng thiên ân của con người đại đạo đó, là biến cả, là bản thể vô biên. Cho nên mấy cái chữ là sống đạo vô biên, bản thể vô biên, cái này nó cũng là một cái những cái tên từ rất là mới ở trong giáo lý đại đạo, và chúng ta phải cố gắng chúng ta hiểu để chúng ta diễn đạt để cho mọi người cùng hiểu. Cái đến đây chúng tôi sẽ trình bày về sứ mạng của con người đại đạo. Hồi nãy chúng tôi đã trình bày khái niệm về con người đại đạo, rồi trình bày về vị trí của con người đại đạo. Bây giờ xin trình với quý vị về sứ mạng của con người đại đạo. Thì khi nói khái niệm về con người đại đạo và vị trí của con người đại đạo thì là đã phần nào gợi ý cho chúng ta về cái sứ mạng này. Nghĩa là hai cái phần trên cũng gợi ý chúng ta về sứ mạng của con người đại đạo. Để hiểu rõ hơn nữa thì chúng ta cần nghiền ngẫm thêm những thánh quấn đặt trọng tâm vào sứ mạng thiên ân quyền pháp. Thiên ân quyền pháp, mấy cái chữ này là ơn trên dạy, không phải là nói cho nó xuôi, nhưng mà đều có ý cả. Trước nhất, sứ mạng của con người đại đạo là đem lại nguồn an lạc vĩnh cửu cho nhân sanh. Sứ mạng của con người đại đạo là đem lại nguồn an lạc vĩnh cửu cho nhân sanh. Cho nên khi mà có dịp mà hội thảo hay là thảo luận về cái sứ mạng Nho Tông chuyển thế, thì sứ mạng Nho Tông chuyển thế là mình cứ nói là đây là sứ mạng của người Đạo Câu Đài, sứ mạng của Đại Đạo Tâm Kỳ Phổ Độ, là sứ mạng giáo dân di thiện, vân vân, là khuyên cho mọi người phải biết ăn hiền ở lành, phải biết sống đạo đức. Nhưng mà ở đây ân trên nói cụ thể là phải đem lại nguồn an lạc vĩnh cửu cho nhân sanh. Cho nên cái khái niệm mà Nho Tông chuyển thế là phải làm sao cái người Đạo Câu Đài phải làm sao chuyển cho cái xã hội, cho thế giới có được cái nguồn an lạc vĩnh cửu này. Cái điều đó là điều rất khó, bởi chúng ta không phải là những người là chuyên viên về kinh tế, mà chúng ta cũng không làm chính trị. Như vậy là chuyển thế là làm sao đem lại cái nguồn an lạc vĩnh cửu chúng sanh. Cái điều đó là cái điều rất là khó. Nhưng mà ở trên đã có một cái phương án đã dạy cho chúng ta. Muốn thế, chính người sứ mạng trước nhất phải tìm thấy cái nguồn an lạc vô tư, vô chấp trong nội tâm. Trước hết là chúng ta phải thấy cái niềm an lạc đó, là chúng ta phải bằng lòng với lại cái cuộc sống, cái đời sống của chúng ta. Dầu là chúng ta sống rất khiêm tốn, rất là khiêm nhường, rất là đơn giản. Đơn giản cho đến độ là như quý đạo trưởng của chúng ta xuất gia đây, là bỏ hết những cái cuộc sống mà tiện nghi ở gia đình, mà vô ở trong cái phòng nghĩa là hẹp, có một cái giường, có một cái tủ, có cái tô để canh, có cái chén ăn cơm, có cái dĩa để thức ăn thôi, mà có tiền cũng không có để nhiều nữa. Lâu lâu thì đem vô để quý vị mua thêm chút đỉnh gì đó thôi. Nghĩa là chúng ta trở lại sống một cái đời sống nó cảm thấy là an lạc, bởi vì đó là cái sự lạc đạo. Bởi vì chúng ta đã hòa nhập trong cái sứ mạng này rồi, là cái người là đã thấy rằng mình tự thấy rằng là mình sống một cái đời sống nó tự nhiên, và cái quá khứ của mình đã dứt bỏ, mà tương lai của mình đó là cái sự vinh diệu của cái con người sứ mạng khi trở về phục mệnh của Đức Chí Tôn. Cho nên cái đó là đã có sự sống an lạc, thì không lo cho mình nữa, thì chỉ còn lo cho nhân sanh, lo cho đàn em mình, lo dìu dắt cho tập thể của mình, là lãnh đạo cho cơ quan của mình, lãnh đạo cho thánh thất thánh tịnh, cho mình hội thánh của mình. Như vậy là trước nhất là phải có cái nguồn an lạc đó. Cho nên Đức Mẹ dạy như thế này: kỳ hạ quân cộng nghiệp. Cộng nghiệp thì chúng ta thấy là dãy đầy, mà chúng ta không phải là cái người mà làm, chúng ta không phải là hiện là chúng ta là người làm cái việc gì ác đức, nhưng mà chúng ta cũng phải chịu cộng nghiệp. Chúng ta là hưởng tất cả những cái gì mà của thế giới nhân loại đem đến chúng ta, thì chúng ta cũng phải chịu đựng chung những cái gì mà cộng nghiệp của thế giới nhân loại đang có, thì chúng ta cũng phải chịu ảnh hưởng. Ví dụ như bây giờ môi trường sống có nhiều độc hại là chúng ta cũng phải bị cái cộng nghiệp đó. Ví dụ như dịch bệnh mà lan tràn, chúng ta không phải người gây ra cái dịch bệnh đó, mà chúng ta cũng phải chịu là cái cộng nghiệp. Thì trong cái thời hạ quân cộng nghiệp này, Đức Mẹ dạy rằng các con phải thấy ân phước mà đừng để cho kẻ khác nhắc nhở. Như hồi nãy là Đức Đông Vương Lão Tổ dạy rằng là
chư hiền phải nhớ rằng chư hiền có 8 cái quý, có 8 cái quý. Mình đã được 8 cái quý đó thì Đức Mẹ nói là chúng ta phải thấy được cái ân phước đó, mà đừng có để cho người ta nhắc nhở. Đức Mẹ nói rằng cái tình vô cực thì rất là bao la, nghĩa là Đức Mẹ hay là các đấng thiên liêng đều rất thương chúng ta, muốn dìu dắt chúng ta, muốn cứu độ chúng ta để chúng ta được giải thoát. Nhưng mà bên cạnh phải có cái luật thiên điều, cũng như đi thi thì phải làm bài vở cho trúng thì mới được chấm điểm trung bình hay là trên trung bình. Chứ còn không thể nào mà làm bài mà nửa chừng bỏ ra về mà lại được là cho điểm tốt đâu. Cho nên Đức Mẹ nói là nhưng thiên luật công bình không có mãi lọt. Mẹ mong muốn các con nam nữ đã được nhận lấy sứ mạng thiên ân quyền pháp, đem lại nguồn an lạc vĩnh cửu cho nhân sanh. Cho nên Đức Mẹ nói là chúng ta đã có những cái ân phước thì chúng ta phải đem lại cái nguồn an lạc vĩnh cửu cho nhân sanh. Đức Mẹ nói các con hãy khai nguồn an lạc riêng con cho thông suốt, đừng để vướng bận hoàn cảnh đa diện ở bên ngoài mới chống thành công. Chúng ta cũng ít nhiều là cũng có vướng bận chứ, trong xã hội mà, rồi trong cái tiếp nhân xử thế, mặt này mặt khác cũng có vướng bận. Bà nội xung quanh chúng ta ở đây cũng có những cái điểm mà chúng ta cũng có vướng bận. Nhưng mà nếu mà để vướng bận như vậy á, thì chúng ta không có được cái nguồn an lạc. Phải có cái nguồn an lạc thì chúng ta mới được cái tâm thanh tịnh, và chúng ta là đem cái sứ mạng của mình để cứu dân độ thế. Khi đạt được cái niềm lạc đạo ấy rồi, thưa quý vị, thì người con tin của Thượng Đế sẽ tự ý thức cái trách nhiệm trước nhân sanh. Vì đã tin thì chính mình là đạo, phải thay trời mà vận hành tự cường bất tích. Cái câu này là Đức Dân Hương Thánh Mẫu dạy. Đức Dân Hương Thánh Mẫu nói rằng là chúng ta hướng thượng, chúng ta hướng về Thượng Đế, chúng ta học thánh giáo, hay ngay cả là chúng ta được hầu đàn, thì cái đó là cái đức tin của chúng ta. Cái điều đó là tốt, là đúng. Nhưng mà có đàn mới tin, có đàn mới nhớ, có thánh giáo mới nhớ. Nhưng mà cái đó là cái tin, mà cái tin đối với là cái khách thể, đối với lại đối tượng. Còn cái tin á, là mình đã tin rồi thì phải tin tới cái mức làm sao là chính mình là đạo rồi. Mình phải tin rằng mình đang đứng trong cái quỹ đạo của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Thì đã tin thì chính mình là đạo, thì phải thay trời mà vận hành tự cường bất tích. Dám nói cái câu thay trời mà vận hành tự cường bất tích, thì tại vì Đức Dân Hương Thánh Mẫu nói lúc đó mình là đạo rồi, mà thay trời vận hành tự cường bất tích, chuyện đó quá lớn. Nhưng mà nhiều khi mình làm một cái việc rất là nhỏ mà cũng là thay trời vận hành tự cường bất tích vậy. Cái việc nhỏ đó là có nhiều khi chúng ta nói một câu mà người ta giác ngộ, nói một câu mà người ta được an ủi. Nói tới đây tôi mới nhớ tới cái câu chuyện mà Thanh Mai nhận được ở đâu thì gửi cho hết mọi người, nói rằng Thanh Mai đặt cái câu chuyện đó gọi là chỉ với một nụ cười. Cái này không có trong bài mà tôi chợt nhớ thôi. Thì cái chị đó là một cái người dược sĩ Việt Nam đang định cư ở Hoa Kỳ. Thì năm nay chị khoảng là trạc 30 ba mấy tuổi gì đó. Thì chị đang đi học tập sự để làm dược sĩ. Thì chị đi tới làm việc ở tại một cái nhà thuốc. Một cái nhà thuốc ở bên đó. Thì cái nhà thuốc đó là bán thuốc rất là chạy. Và hình như là mỗi tuần hay là đến kỳ thì chị thấy có một cái bà cụ. Bà cụ nó ngồi trên cái xe lăn thì tự lăn xe tới để đưa cái toa thuốc, rồi được người ta cấp thuốc theo cái chế độ bảo hiểm gì đó. Mà bà đang ở trong cái nhà dưỡng lão, đang ở trong nhà dưỡng lão. Mà bà có tội nghiệp lắm, là chồng bà với lại người con trai duy nhất của bà đã bị một cái tai nạn, đã mất rồi. Còn bà đó thì bị chấn thương như thế nào là bà bị liệt, bà không có đi được. Thì người ta bán thuốc như vậy tấp nập khách đó, thì đưa toa thì người ta bán vậy thôi là một cái chuyện rất là máy móc. Không có ai mà có cái thì giờ để hỏi han bà hay là an ủi bà. Nhưng mà cái cô dược sĩ người Việt Nam này đó, cổ thấy tự nhiên cổ động cái lòng thương. Thì có lần đó cổ mới hỏi thăm bà với một cái nụ cười rất là thân tình, an ủi. Thế rồi thôi bà cũng đi về. Nhưng mà một ngày kia thì
đúng vào cái ngày lễ tạ ơn ở bên Mỹ là ngày 26 tháng 11, nó có cái lễ tạ ơn. Mà chị này hồi trước tới giờ chị đi qua Mỹ đó, chị nghe nói từ tạ ơn thì chị biết vậy thôi, là cái ngày đó là được ăn, được sum họp gia đình, và được người ta, nếu mà người nghèo đó thì được người ta cho ăn miễn phí, còn trong gia đình thì mua gà này kia về là ăn chung vậy thôi, chứ chị không hiểu cái ý nghĩa của lễ tạ ơn. Nhưng mà hôm đó đúng cái ngày lễ tạ ơn á, thì chỉ được cái bà đó đến và đưa cho chị một cái thiệp chúc mừng lễ tạ ơn. Và trong đó đó là bà nói rằng là từ trước tới giờ đó tôi sống rất là đau khổ, mà không có ai an ủi được tôi hết. Mà từ ngày tôi gặp cô đó là cô có sự an ủi, cô cười, mỉm cười với tôi. Và từ đó về tôi thấy tôi bớt đau khổ và tôi thấy tôi vui sống. Và hôm nay tôi lại tôi chúc cho cô được một cái ngày lễ tạ ơn là được nhiều ơn lành. Thì cái cô này cổ rất là cảm động. Từ đó về sau cô mới hiểu rằng chỉ với một cái nụ cười, có một cái tình thương và cái sự an ủi đối với người ta, mà đem lại cho người ta, gọi là như Đức Mẹ nói, là một cái nguồn an lạc với là cái sức sống vĩnh cửu là như vậy. Thì tội nghiệp hơn nữa là tới một cái ngày gần tới lễ rồi mà chị này, cô dược sĩ này không thấy bà đến nữa. Nhưng mà có một cái cô bé gái cầm lại một cái thơ, và trong cái thơ đó nói rằng là bà gọi cái cô này là con gái của tôi, và từ ngày mà tôi gặp được con, hay là nói cho thân tình, nói là mẹ gặp được con với cái nụ cười an ủi đó, thì là mẹ rất là vui sống và chấp nhận là sống cho tới phút cuối cùng. Và trước khi mà chấm cái phút cuối cùng của mẹ đó, thì mẹ dặn cái người này đem cái bức thơ này đến cho con. Thì cái cô này đó, cô nhận được cái bức thơ đó thì cô khóc. Cô khóc đến là sưng mắt luôn. Đó. Và ai, Thanh Mai nói là cái câu chuyện này hết sức là cảm động. Thì tôi kể cho quý vị là tại sao là chỉ với một nụ cười, chứ không phải là làm cái sứ mạng rồi là tự cường bất tức là làm cái gì lớn lao. À, phải không chứ? Thật không phải làm cái gì lớn lao, mà có nhiều khi là chỉ với cái một nụ cười thôi. Và Đức Mẹ nói, cái điều kiện mà Đức Mẹ gọi là phải được, cái điều kiện mà Đức Mẹ gọi là phải khải nhập được đạo ở chính mình rồi mới được sứ mạng thiên thần. Khải nhập, hai cái chữ này cũng khó. Khải nhập nghĩa là mình khơi lại được và mình thể nhập vào trong đó thì là mình mới được sứ mạng thiên thần. Đó, thì cái câu này là Đức Mẹ dạy nó cũng mang cái tính chất là rất là đạo học, mà cũng rất là triết học. Cái đến cái sứ, nói cái phần thứ hai của cái sứ mạng đại đạo của con người đại đạo là gì? Sứ mạng của con người đại đạo là sứ mạng cứu độ kỳ ba trong quyền pháp đạo. Tôi xin lặp lại là sứ mạng cứu độ kỳ ba, nhưng mà phải có mấy chữ trong quyền pháp đạo. Như vậy sứ mạng kỳ ba là gì? Là nói một cách khái quát, nói một cách nghĩa là tập trung nhất đó, là sứ mạng kỳ ba là sứ mạng quy nguyên. Chúng ta phải nhớ cái chữ quy nguyên này. Tam giáo, vạn giáo đều quy nguyên về đại đạo. Con người đều quy nguyên về nhân bản. Đạo pháp phải quy tâm. Nhân loại phải quy nguyên về bản thể đại đồng. Và tất cả đều hướng về cứu cánh Thượng Đế. Nếu mà không kể dài dòng như vậy, thì chúng ta nói sứ mạng kỳ ba là sứ mạng quy nguyên. Chúng ta trở về cái nguồn gốc nhân bản, nguồn gốc của dân tộc, của giống nòi, của nhân loại, chính là Thượng Đế trong nội tâm của chúng ta. Và tôn giáo phải trở về, vạn giáo phải trở về với lại đại đạo, tam giáo phải trở về với lại đại đạo. Thì nói chung rằng cái sứ mạng kỳ ba này, cứu độ kỳ ba này là sứ mạng quy nguyên. Bây giờ nói là trong quyền pháp đạo, thì quyền pháp là gì? Hôm qua chúng ta sinh hoạt trong cái buổi đạo đàm cũng có nói tới cái quyền pháp. Nhưng mà nếu chúng ta nói cái chữ quyền pháp này được trên dạy rất là nhiều, hiểu theo rất là nhiều nghĩa, nhiều phương diện. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể nói tóm tắt quyền pháp đạo là gì? Là cái thiên cơ. Cái thiên cơ nghĩa là cái đạo nó vận hành đúng theo cái quy luật đó chứ không thể sai chạy được. Thì cái đó gọi là quyền pháp, không thể sai chạy được. Cũng như là chúng ta vô một cái trường thi thì cho bài thi
thì phải trả, phải giải đáp cái bài thi theo đúng những cái gì mà thầy giáo và giám khảo đã muốn chúng ta phải làm được, trả lời đáp đúng cái đáp số đó. Thì cái đó gọi là cái thiên, trong trong vũ trụ thì gọi là cái thiên cơ, là phải trả lời, phải đáp đúng. Đó là cái thiên luật, mà cũng là cái thiên điều để gìn giữ cái chánh pháp đại đạo, để giữ gìn cái chánh pháp đại đạo. Bởi vì nếu mà không có cái này đó, thì nói như vậy chứ đạo khai thì tà khởi, mà nếu không có cái thiên cơ, không có thiên lực, không có quyền pháp đạo, thì không thể nào giữ gìn được cái chánh pháp đại đạo. Cho nên khi khai đạo, Đức Chí Tôn mới ban xuống, ban xuống cái thiên cơ, cái quyền pháp đó ở trong pháp chánh truyền, và nhân sanh dâng lên trong tân luật. Chúng ta thấy một cái động thái này là rất quan trọng. Ở trên ban pháp chánh truyền, nhưng mà ở trên dạy cho chư tiền bối chúng ta phải nghiên cứu về cái, về đạo, về cái luật xưa, rồi tổng hợp lại cái tâm nguyện của chư tiền bối chúng ta mới thành lập ra cái tân luật và dâng lên thông qua Đức Chí Tôn ở Đức Giáo Tông, rồi mới dâng lên ra Đức Chí Tôn. Thì trên ban xuống, dưới dâng lên, nó trở thành ra cái quyền pháp. Và cái quyền pháp là khả năng chuyển đưa cái thiên lý và cái tình thương đến mọi đối tượng của sứ mạng. Đối tượng sứ mạng là những cái nơi nào, những con người nào, những cá thể nào, những tập thể nào mà chúng ta muốn cứu độ, muốn giác ngộ người ta, muốn người ta mới phát huy được cái đạo tự hữu của người ta, mình gọi là cái đó là cái đối tượng của sứ mạng. Tóm lại, quyền pháp đạo là đường lối thực hiện cơ cứu độ đúng theo thánh ý thiên cơ trong tam kỳ phổ độ, là đường lối thực hiện cơ cứu độ. Thì chúng ta thấy rằng ngày nay khi mà thời mạt pháp đó, có nhiều cái giáo phái nó ra đời, và giáo phái nào cũng dạy là cứu con người, cứu độ con người trong thời kỳ mạt pháp. Nhưng mà dấu hỏi thật lớn là có đúng theo thánh ý thiên cơ hay không. Mà nếu chưa trả lời được thì cứ nhập môn vào đạo Cao Nài, mới tu hành theo chánh pháp đại đạo, thì là chúng ta đang bước vào thi hành và sống đạo theo thánh ý thiên cơ. Còn mà chúng ta còn đi lòng vòng ở bên ngoài á, thì chúng ta dễ lầm lạc lắm. Đó là điểm thứ hai của sứ mạng của người đại đạo, sau cái sứ mạng thứ nhất là đem lại cái nguồn an lạc vĩnh cửu cho nhân sanh. Cái điểm thứ ba là sứ mạng của con người đại đạo là sứ mạng thiên nhân hiệp nhất. Thầy cho chúng ta làm sứ mạng, nhưng mà đều phải có cái sự ban ân của thầy. Mà khi mà chúng ta làm đúng cái thánh ý thiên cơ rồi đó, thì tự nhiên chúng ta tiếp thêm được một cái sức mạnh. Mà sức mạnh này là vô song, sức mạnh là của vũ trụ. Nếu chúng ta không nói là sức mạnh này của Thượng Đế, thì chúng ta sẽ tiếp nhận được cái sức mạnh đó. Mà đặc biệt trong tam kỳ phổ độ mới có cái sức mạnh đó, còn các cái thời kỳ khác không có. Bây giờ ngày nay là thời kỳ của Đức Cao Đài ra đời, là của một đấng giáo chủ vô hình ra đời, mà đấng giáo hữu vô hình đó là làm chủ cả càn khôn vũ trụ cơ mà, thì làm sao mà không có cái sức mạnh đó được. Cho nên là khi mà chúng ta làm cái sứ mạng đó, là chúng ta phải mong chờ cái sự hiệp nhất của Thượng Đế với chúng ta. Mà mong chờ không phải là chúng ta tự mãn, hay là chúng ta kêu bằng tự ti, mà chúng ta không lo làm, cũng chúng ta không đem hết lòng để phục vụ cho đạo, cho nhân sanh. Nhưng mà khi chúng ta hết lòng như vậy thì chúng ta sẽ được ơn trên ban ơn. Thì thưa quý vị, như ơn trên đã dạy trên đây, bản thân người sứ mạng phải đắc nhất, phải đắc đạo rồi mới nhận được quyền pháp. Có quyền pháp rồi mới vận hành thiên lý vào dạng giáo, dạng pháp, dạng loại để đồng hội nhập vào cơ cứu độ kỳ ba. Vì như thánh huấn của Đức Đông Phương Chưởng Quảng đã dạy, phải nhớ rằng mỗi một đơn vị nhân sanh đều có Thượng Đế và phép nhiệm màu nội tại, ráng công phu tu dưỡng để sớm thị hiện sự nhiệm màu đó trước sự tự cứu và cứu tha nhân. Thưa quý vị, tóm lại, cái công năng của con người đại đạo là cái cầu nối giữa trời là thiên thượng và người là thiên hạ, làm cho thiên hạ hiệp nhất được với thiên thượng, nghĩa là vạn linh hiệp với chí linh mới đủ sức hoàn thành cơ cứu độ. Thì chúng ta đọc cái bài kinh, chúng ta thấy là vạn linh hiệp với chí linh nó có nghĩa là như vậy. Cái điểm thứ tư, sau khi chúng tôi trình bày cái sứ mạng của con người đại đạo, thì chúng ta phải nói đến cái sự chứng đắc của con người đại đạo.
Và tôi nói hơi dông dài, còn có mấy phút nữa tôi xin lỗi quý vị là chắc chừng 5 phút nữa xong. Cái sự chứng đắc của con người đại đạo là chúng ta đã thấy con người đại đạo là một nguyên nhân đắc nhất, thường là những trang sứ mạng thiên ân quyền pháp. Không phải chúng ta tìm kiếm ở đâu xa, mà cứ nhìn lại những tấm gương tiền bối gần gũi chúng ta nhất từ thuở sanh tiền, rồi đọc lại những dòng khẩu khí và tâm tư của các ngài gửi lại cho chúng ta. Sau khi trở về ngôi vị cũ, chúng ta sẽ nghiệm thấy chỗ chứng đắc của con người đại đạo. Xin đơn cử ngài Cố Tổng Lý Minh Đạo Huệ Lương, tiên vị Quảng Đức Chân Tiên của chúng ta, bày tỏ sự đắc nhất đắc đạo của ngài qua đoạn thi bài sau. Tôi nhờ khăn tiếng quá rồi, nhờ Thanh Mai là đọc trước cái đoạn mà trên cái chỗ chấm chấm đó. Ngâm chứ. Cao đại là cái đại cao, vượt lên tất cả đón rào chắn che, thấy tỏ rõ mà nghe thâu suốt, có gì đâu hạn cuộc được ta. Ngoài trời thượng đế bao la, trong lòng giảng tưởng cũng là chí tôn. Quyền pháp vốn trung tim vũ trụ, giảng sanh đều có đủ pháp quyền, tình thương sự sống vô biên, cùng chung thượng đế không riêng được nào. Biết sông đạo dìm câu trung đạo, ở hay về ngoài bão như xưa. Ai ơi sứ mạng đại thừa, trọn đời gồng gánh chưa vừa chưa ưng. Có thể là quý vị có dịp đọc kỹ lại cái mấy cái đoạn thánh giáo này, thì chúng ta thấy rằng đây là cái khẩu khí của cái con người đại đạo. Mà có được cái khẩu khí này là khi đó là Tổng Lý Minh Đạo, đạo trưởng Cố Tổng Lý Minh Đạo Huệ Lương của chúng ta là đã tiến tới cái hàng con người đại đạo ở tại thế gian này. Khi ngài quy vị trở về là Quảng Đức Chân Thiên, ngài thể hiện được cái khẩu khí của con người đó qua cái thánh giáo này. Chúng ta đọc kỹ chúng ta thấy. Và đến đây phần cuối cùng, chúng tôi xin trình bày cái con người đại đạo và sự kiện lịch sử khai minh đại đạo. Thưa quý vị, giữa cái thời mạt pháp, Đức Chí Tôn khai đạo không phải chỉ để mở ra một tôn giáo mới, mà thật ra để soi sáng lại cái nguồn gốc chân thiện mỹ, nguồn sinh lực quá sanh dưỡng dục chúng sanh. Nên khai đạo tức là khai minh đại đạo. Đối với dạng giáo, khai minh đại đạo có ý nghĩa phục hưng chân truyền của các đấng giáo tổ, để hướng dẫn nhân sanh tín đồ sống lại cái đời sống tâm linh hướng thượng. Còn đối với con người đại đạo, khai minh đại đạo là làm sáng tỏ cái đạo tự hữu trong nội tâm, để có khả năng đánh thức điểm đạo quyền nhiệm của mọi người. Nhờ đó, từ một con người đại đạo sẽ có thêm trăm ngàn người đại đạo, và tất cả sẽ hợp thành ra một cái ánh đuốc tâm linh, xóa tan màn đêm u tối của dục vọng, của chia rẽ, của hận thù. Với những con người đại đạo trong các tôn giáo, thì các tôn giáo sẽ hợp thành ra cái thực thể đạo cứu thế, có năng lực cứu độ siêu màu, vượt trên mọi dị biệt, sắc tướng hay là giáo điều kinh điển. Trong cái đại lễ khai minh đại đạo, sau khi Đức Chí Tôn tấn phong các phẩm chức sắc, thì những người dự lễ đã trải qua một cuộc thử thách đức tin trầm trọng. Tiếp theo là một thử thách khác nữa về tinh thần hy sinh phụng sự đạo, cứu độ nhân sanh. Ngay trong buổi lễ khai đạo đó, Đức Chí Tôn giáng lâm hỏi những ai sẽ tự nguyện đi truyền đạo ra Bắc, ra Trung. Trong cái hoàn cảnh thời đó, nước nhà chưa độc lập, nhân dân còn nghèo đói, giao thông cách trở, nhất là hai miền Trung và Bắc Kỳ. Quả là thầy vừa muốn thử thách đức tin và chí hy sinh, vừa muốn dạy cho con cái của ngài bài học của con người đại đạo.
là phải có đức tin, phải có chí hy sinh, dầu cho vừa mới được thử thách và sẽ còn được nhiều thử thách. Nghĩa là người nào đã được lập vị vào hàng môn đồ hướng đạo của thầy, đương nhiên đã thọ thiên ân và mặc nhiên phải lãnh lấy sứ mạng đại đạo. Đó có thể nói rằng đó là quy ước của con người đại đạo. Thế nên khai minh đại đạo không chỉ là khai đạo bằng một cuộc lễ tại một địa điểm trong một thời điểm nhất định, mà cái dấu ấn của rằm tháng 10 năm Bính Dần đã mở ra đại cuộc khai minh đại đạo trong tam kỳ phổ độ cho mỗi con người, cho mỗi tôn giáo, cho mỗi dân tộc và toàn cả thế giới nhân loại vô giới hạn không gian và thời gian. Cho nên con người đại đạo còn được gọi là con người muôn thuở muôn phương.